phải đi dân này không? Rồi. Đây. Bây giờ em đây. Nó bảo gì đây? Đúng rồi bà. Đây, nghe rõ đi. Nhà chó nữa, em nói gì đâu. Đấy lúc đấy anh đưa lại đây. Này, tụi mày im. Nó kể cả con biết đưa mày ra đây. Chúng mày ra. Đưa chúng mày ra đây. Đánh cho chặt. Hai đứa mày đưa. Hai ngồi xuống đây. Sao đây? Mang điện thoại đi tôi sửa, tôi thấy hết bằng chứng video chúng nó lừa tôi. Hai đứa chúng mày á. Cái loại này. Đấy. Vào đây. Bà xem đây chúng nó tốt gì bạn đâu. Mày từ chối nhá. Mày cứ ra đây, mày đứng đây. Tao có bằng chứng hết rồi. Hai đứa mày lừa bạn tao nè. Gì? Mày không lộc đéo đấy. Đấy bạn xem đấy. Lộc đéo gì? Nó chỉ vì cái điện thoại mà nó lại đập luôn cả điện thoại bạn lên. Cả mày nữa nha, biết nha thì tao đéo ngờ mày lừa tao thế luôn. Tao tin tưởng mày, hai đứa chúng mày, nhưng mà mày là mày theo đồng nó mày lừa tao á. Tao không biết đâu, tao thấy cái đấy thì tao nghĩ là nó chỉ nhắn tin bạn bè bình thường thôi. Nghĩ cái gì hai bằng chứng đây? Chúng mày thông đồng nói chuyện với nhau đây, mày có cãi. Mày mở ra, mở ra. Đánh chặt. Tôi cho ấy. Và xem nó xóa hết bằng chứng chưa? Tôi chưa, vẫn còn video trong này đây. Đấy mày cãi đi. Mày cãi đi. Đéo gì không? Này. Thật cửa hai bên này chứ. Quay cái mặt đây. Mày quay cái mặt đây không? Không à? Giờ này không gì hả? Thật ra nó không yêu bạn đâu. Đấy mọi người ạ, thì bây giờ mình đi lấy điện thoại này mình đi sửa. Đấy rồi những bằng chứng ở đây ấy thì mình nói thật luôn, có bằng chứng rồi ấy, mình tẩy bộ mặt thật của con Ngọc luôn anh em ạ. Ồ, phải đi sửa mặt đường điện thoại này, lấy bằng chứng. Đúng rồi. Tôi tẩy bộ mặt của Ngọc luôn. Nhưng mà bây giờ nó cái tôi từ chối, nó bảo là nó không lừa lọc tôi. Mày bây giờ thì tôi xem sửa điện thoại xem bằng chứng. Ồ, phải sửa điện thoại luôn. Anh cho em sửa điện thoại này nữa. Cái trong điện thoại này của em dữ liệu cái này video của em quan trọng ở đấy anh ạ. Ok. Thế để anh sửa cho thì tiếng nữa qua em lấy nhá. Vâng. Tầm một tiếng nữa à? Ok. Một tiếng nữa là sao? Vâng. Anh sửa giúp em nhá, tại vì quan trọng với em lắm điện thoại đấy anh. Vâng, anh sửa nhanh luôn em nhá. Vâng. Được rồi. Đấy. Tiếng nữa sang lấy, 10 tiếng nữa. Nghe cho ông này biết luôn. Nhưng bây giờ video quan trọng là trong đấy nhá. Chắc chắn là con Ngọc không thể luôn, đéo thoát được đâu. Vâng, nó đéo cãi luôn mà. Vâng. Sửa có bằng chứng rồi mà. Hình như là bọn thằng Dung với thằng Bình nó đi đâu và quán này lại. Đây bọn này vào đây thì nó ấy à? Bây giờ sửa thoại này á, mà lấy vật chứng thì thôi ấy, anh em mình chết luôn ấy. Thế làm nào giờ? Như nó về tối sao, bây giờ đi sang xem là lấy điện thoại của người ta, xong rồi là xóa video đi không éo chết luôn ấy. Vừa đi kiểm tra xem thế nào. Anh ơi, vậy có bạn đang sang đây sửa thoại đúng không anh? Ừ, có vấn đề gì đây? Bạn đấy là chồng em anh ạ. Bây giờ anh để cho em mượn điện thoại đấy để em xóa cái video đi đúng không anh? Anh không biết em là ai. Em chỉ bảo em là vợ của bạn đấy, anh chỉ biết thế thôi. Còn anh không biết em là ai. Anh chỉ biết là bạn đấy đưa điện thoại cho anh sửa. Thì anh chỉ biết là bạn đấy đến sửa cho anh đấy, anh giả vào đấy thôi. Còn anh không biết em là ai cả. Bây giờ anh xóa em đi. Anh muốn bao nhiêu thì bây giờ anh xóa em một cái video thôi. Anh không phải là bao nhiêu tiền, kiểu 10 triệu, 20 triệu em nói anh không quan trọng. Anh không bị vì tiền, mà đây là anh không biết em là ai. Bây giờ anh xóa cho bạn em mới ạ. Anh không biết bọn em là ai cả. Tự nhiên em chạy đến đây em bảo là điện thoại của bạn này bạn kia anh không biết. Anh chỉ biết là bạn đấy sửa phải nhà anh giả ở đấy thôi. Bây giờ 10 triệu. Bây giờ 10 triệu được rồi. Đấy không nghe, bây giờ làm nào giờ? Cứ định nó tăng tiền lên cho mau. Bây giờ tăng lên tầm 50 triệu đúng không anh? Không. 50 triệu anh biết em là ai đâu. Bảo em lấy điện thoại đã, xem như nào. Đây, sao con này đây? Đi con sang đây. Này, hai đứa chúng mày sang đây làm gì ấy? Em gì liên quan gì? Hai đứa chúng mày sang đây làm gì? Mày sang đây làm gì hả? Ai mày? Cho em lấy điện thoại đây. Mày em sửa xong rồi. Ừ. Ủa, điện thoại đây rồi. Mày, chết với tao, mày sang đây làm gì? Mày dính tao đúng không? Chả ai dính cả. Thế mày sang đây làm gì? Về bây giờ nhá, điện thoại này tao sửa rồi. Còn tao xem thấy được video này bằng chứng mày như nào ấy thì mày chết với tao. Mày đéo xong với tao đâu. Bà mở xem có bằng chứng đúng không? Đấy bà mở xem không?
Này mày đi gặp gì đây hả? Có gì đâu mà, điện thoại chỉ thì nó không có gì. Đây rồi. Có chưa bạn? Chú xem đó. Thôi bạn mà xem đi. Phải video này không? Vâng. Đây. Bây giờ em đây, nó bảo gì đây? Đúng rồi bạn. Đây, nghe gió đi. Anh đưa điện thoại đây. Này, chúng mày im. Nó kể cả con biết nữa, mày ra đây. Chúng mày ra. Đưa chúng mày ra đây. Mày đứng lại đây. Lừa. Tao tin tưởng mày, hai đứa chúng mày, nhưng mà mày theo đó, tao nó mày lừa tao á. Tao không có biết đâu, tao thấy cái đấy thì tao nghĩ là nó chỉ nhắn tin bạn bè bình thường thôi. Mày nghĩ cái gì hao bằng chứng hay. Đây, hai chúng mày thông đồng nói chuyện với nhau đây, mày có cãi đi. Mày mở ra, Bạn chân chặt. Tao cho ấy. Tao xem nó xóa hết bằng chứng chưa? Tôi chưa, vẫn còn video trong này đây. Đấy mày cãi đi. Mày cãi đi. Không đéo gì không? Ai? Quay cái mặt đây, mày quay cái mặt đéo. Không à? Giờ nó không gì hả? Thật ra nó không yêu bạn đâu, nó chỉ gọi là nó lừa tài sản của bạn đấy. Trước của tôi nhắc bạn sao bạn này không tin vào tôi đấy. Bây giờ nhìn cái bộ mặt của hai đứa hai chưa? Nhìn lúc đầu rồi, tao đéo ngờ chúng mày lừa tao như thế luôn. Còn những video bằng chứng này nhá, chúng mày thích nào tao về tao mang bố cho bố xem, chúng mày chịu mày cho tao. Đấy, cả đi. Bằng chứng này cho bố xem và cũng biết mày nữa không? Mẹ mày xếp quần áo cút ra khỏi nhà tao luôn nhá. Đến luôn đi nhá, mày đừng có ở nhà bạn tao nữa. Quay thẳng mặt con này này. Mày quay thẳng mặt nó xem. Đây, không nghe. Không gì. Đây, hai bọn này lừa đảo nhá. Mày không có đi. Không đi. Trước đây mày cãi đi. Hai bọn mày giải thích tao xem nào. Mày còn cãi nữa. Mày giải thích đi. Mày cãi đi. Lúc trước mày cãi, mày bảo là mày không có, mày không lừa tao gì mà bây giờ tao xem bằng chứng có ở đây. Mày cái đi. Nó chỉ lừa gia đình bạn thôi. Đấy mày nó còn chưa xóa gì hết. Ngày trước bọn tôi quay mãi được cái video mà nó nói như thế. Chó này. Bảo nó không yêu bạn. Bây giờ mày thích như nào? Sao? Mở mồm ra. Rõ ràng luôn. Mày đứng lên, mày không phải khóc làm gì à? Nói được đéo gì đâu. Mày không phải bênh nói nhá. Chính không biết về đầu trò này bạn ạ. Chính không biết về xui nói. Chính thằng này xui cũng học nè. Hai bọn nó nói chuyện này. Còn đâu? Còn. Đây, đấy bạn xem đấy. Đó mày xem đi, thì về bằng chứng đây, cái đi. Mày cãi đi, mày cãi không? Mày nói như nào, mày bảo nếu mà có bằng chứng thì mày nhắn mày sai đúng không? Còn bây giờ mày nhận đi. Mày không phải khóc lóc, ai thương cái bộ mặt giả tạo của mày đâu. Mày không phải khóc mắt cái xấu đâu, đúng chưa? Mày khóc kéo ai thương đâu. Mày biết ngay bộ thằng mày đéo dùng dũng đâu. Mà tao biết thừa rồi. Mày chưa được dũng mày xảy nó thôi, đúng không? À, có thấy không? Còn bây giờ hai đứa chúng mày tao có bằng chứng đầy đủ hết rồi. Chúng mày xếp quần áo cút ra khỏi nhà tao luôn. Không cần phải đuổi đem đi. Ờ mày cút đi. Mày thích cái không? Bỏ ra. Đi ra đây. Bỏ ra. Mày ra đây. Bỏ ra. Mày cả mày nữa. Đéo được người tao. Bây giờ ấy, không có vợ chồng đéo gì nữa thì chồng cho người tao được. Mày đã nói thế đúng không? Đéo gì. Mày đi hôn là sao? Giờ chỉ là tin nhắn thôi. Mày nói là chuyện bình thường. Này tin nhắn cái gì mày hả? Bằng chứng rõ ràng này rồi mày bảo tin nhắn á. Chúng hai đứa chúng mày thích nào? Đồng mũ phang nó chặt. Phang nó chặt. Con này. Thôi nào, mày ngồi xuống đây. Nó không có chối đâu cả. Cho nó lên công an đi. Loại này. Cái loại này ấy, phải cho lên công an mà. Mẹ không ngờ nó là con người lừa đảo như thế luôn ấy. Bố bạn cứ suốt ngày giao đất đai cho nó đấy. Bây giờ nó như thế nào các bạn? Thì đây thì mẹ nó cứ dục dục tôi thì mẹ để bán đất này. Đấy, nếu mà bộ mặt nó như thế luôn. Nó toàn cứ bảo là chuẩn bị xây nhà thôi bố ạ. Đấy bạn xem đấy, nó khích để bố ạ này. Bố ạ phải đưa đất cho nó để nó bán đi ấy. Đây giờ mà hết cãi chưa? Đây, cãi chưa? Ô, liên quan gì? Ô tao không liên quan gì. Tao bảo chứ rõ ràng này mày lừa tao như thế, bảo không liên quan nào. Đây, bọn tao sửa rồi đấy. Được chưa? Mày không, bảo mày không ai thương đâu. Mày bảo sửa không có bằng chứng á. Này, bọn tao sửa có bằng chứng nhá. Mày đừng làm thế. Còn mày biết nhá, hai đứa chúng mày nhá. Rồi mày không tin vào tao thôi, mày tin cái đéo gì bây giờ bằng chứng rõ ràng như thế. Còn bia téo được téo cả, tao thấy cứng mắt rồi. Giờ còn phải tin mẹ nó chung mày nữa. Đây giờ mày cãi đi. Bằng chứng rõ ràng như thế luôn. Hả?
Mày nghĩ mà xóa được á, mày nghĩ mà đập nát điện thoại là không có chứng nhá. Mày đi về, tao đi về. Mày đi về nha đi. Mày nó đi nhanh lên, báo tao không? Mày đã kéo cho bố mày qua mày. Mày đi bố cho anh công an không? Mày tin được cho hai bọn này lên công an không hả? Có nhiều không gì? Mày đi về nhanh lên. Cút bè. Nó xong nó hỏi chủ quán, nó dịch dịch tôi từ lúc nào ấy không biết. Bạn đi qua thấy à hay là bạn dịch như nào? Tôi sang đây xem điện thoại, lấy điện thoại này xong rồi thấy bọn nó ở đây. Đấy mà tôi đã bảo với bạn rồi, trước kia bạn thì không tin vào tôi. Bạn cứ xuống ngành nghe theo ông Thắng với cả bọn nó. Bây giờ bạn xem đấy. Bằng chứng thói là như thế luôn. À, bây giờ sửa được rồi. Bạn đâu? Nó yêu bạn nó chỉ vì tài sản thôi. Nó lừa bạn thôi. Bây giờ nó lừa tài sản mà xong rồi nó biến mất luôn. Nó lấy tài sản xong biến mất luôn. Sang tên cho nó thì bây giờ làm sao? Đứa đàn như bảo bố bây giờ ra xã ấy nhảy luôn. Thôi đi về xếp. Đi về đi. Về đi. Đi xe khốn nạn ra đi.